Hello bà nội. Hello bà ngoại. Ờ đúng rồi. Hello ngoại. Hello. Hello, ông dạy tiếng Anh nha, ông dạy cũng biết câu chuẩn đúng không nha. Hello. 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 Chào ông đi. Hello ông. Cười gì cười. Hello bà. Đúng rồi. Mỗi ngày học một chữ nha. Hôm nay con biết từ gì rồi? Hôm nay con biết từ hello. Thế ông thử dạy em từ khác em có cười không? Dạy từ gì nào? Goodbye. Goodbye. Goodbye không cười bằng hello đúng không? Nào, goodbye đúng không? Hello là chào. Sáng dậy, hello mẹ. Được chưa? Hello bố. Hello ông. Hello bà. Đang có điện thoại.